Đạo trời công bằng, quân tử không đấu, vậy ai là người trị kẻ tiểu nhân? Tương truyền rằng, thuở xưa có hai người tu Phật, một người tên là Hàng Sơn, người còn lại là Thập Đắc. Hàng Sơn tu hành ở trong kinh thành, thường xuyên vô cớ bị kẻ ác lừa gạt, người đời miệt thị khinh khi. Một hôm gặp mặt, Hàng Sơn liền hỏi Thập Đắc rằng: "Thế gian có người phỉ báng ta, bắt nạt, nhục mã chê cười, khinh thường coi rẻ, lừa gạt ác độc với ta. Theo anh nên xử trí như thế nào đây?" Thập Đắc mỉm cười từ tốn đáp: "Chỉ cần nhẫn nhịn hắn, nhượng bộ tránh xa, không để ý tới hắn, đợi thêm vài năm, anh thử nhìn lại xem, lúc đó hắn sẽ ra sao." Lời này của Thập Đắc rất có ý tứ. Chính là một người mà làm nhiều việc bất nghĩa thì chẳng khác nào tự hủy đi con đường nhân sinh của mình. Đó chính là một dạng tiểu nhân. Làm nhiều chuyện xấu sẽ khiến cho các sắc mặt của họ trở nên xấu xí, thô bỉ, sớm muộn gì rồi cũng bị thế nhân nhìn thấu. Làm người, chúng ta nên học cách làm bạn với quân tử, không nên lãng phí sinh mệnh quý giá mà dây dưa với tiểu nhân. Vậy thế nào là quân tử, thế nào là tiểu nhân? Người xưa có rất nhiều cách để nhìn nhận vấn đề này. Ví như, người quân tử luôn khoan dung, không thù hận người khác, lạc quan tươi vui. Vậy nên họ ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không ngượng với đất. Kẻ tiểu nhân trong lòng luôn cảm thấy người khác không phải, xã hội không phải, ghen ghét đố kỵ, luôn toan tính nghĩ suy. Người quân tử kết giao đạm nhạt như nước, dùng tấm lòng ngay thẳng chính trực, đối xử công bằng với tất cả mọi người. Kẻ tiểu nhân lại dùng sự ngon ngọt dụ dỗ mê hoặc, gạt bỏ người đối lập, làm những điều sai trái, hại người lợi mình. Người quân tử có thể lấy đạo nghĩa mà bao dung hết thảy các ý kiến, cũng không che giấu quan điểm bất đồng của mình. Đây là sự hài hòa giữa lý trí và thiện lương. Kẻ tiểu nhân thì bằng mặt không bằng lòng, luôn bài xích, ngoan cố bảo thủ quan điểm cực đoan, sai trái. Khổng Tử nói, người quân tử yêu cầu bản thân, kẻ tiểu nhân yêu cầu người khác. Khi xảy ra vấn đề, xảy ra mâu thuẫn, việc đầu tiên người quân tử làm là tự xem xét bản thân, nhìn lại xem mình có thiếu sót gì không, từ đó sửa chữa mà không ngừng tiến bộ. Kẻ tiểu nhân thì ngược lại, khi xảy ra sự việc, họ ngay lập tức tìm người đổ lỗi, luôn nhìn vào người khác, không nguyện ý lắng nghe, góp ý và xem xét chính mình, từ đó còn sinh ra tâm ngụy biện. Họ yêu cầu người khác rất cao, nhưng lại không có yêu cầu gì cho bản thân. Dần dần, họ sẽ rơi rớt xuống phía dưới, bên cạnh chẳng còn ai. Người xưa có câu, quân tử không đấu với tiểu nhân, ác nhân tự có ác nhân trị. Có phải vì quân tử đấu không nổi tiểu nhân chăng? Đương nhiên là không, bởi vì người quân tử là bậc có trí tuệ, nhìn việc chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu ra đạo lý. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng sẽ luôn giữ vững đạo nghĩa, tuân theo lời dạy của thánh nhân, không chấp nhặt với tiểu nhân. Nhưng tiểu nhân cũng được sinh ra trong trời đất, cũng là một kiếp người, không ai so đo hơn thua với họ. Vậy thì những người lương thiện bị thiệt thòi thì sao? Điều này xưa nay đã rõ, đạo trời rất công bằng. Cho dù tiểu nhân có xảo quyệt đến đâu, cũng sẽ không tránh khỏi chế ước của pháp luật và sự lên án của đạo đức lương tri. Đó chính là lý tương sinh tương khắc. Mọi việc trên thế gian vốn là do nhân quả mà tuần hoàn. Người tốt tuy có lúc phải chịu thiệt thòi, nhưng lẽ đời tự có trả có vay. Người khác thiếu nợ bạn, trời sẽ hoàn trả cho bạn. Người khác xử tệ với bạn, trời sẽ bồi thường cho bạn. Tăng Tử từng nói, người làm điều thiện, phúc tuy chưa đến mà họa đã rời xa. Thiện lương của mỗi người là lá bùa hộ thân. Thiện niệm trong tâm hễ khởi lên,
phúc báo theo đó lần lượt đến. Mà phúc báo không ở đâu xa, nó ở sự tu dưỡng nội tâm và hành vi của chính chúng ta. Vậy nên, để có được cuộc đời an bình, con người nên tu tâm hướng thiện, trừ bỏ dục vọng, xa rời thị phi.